Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Phật, vì được Phật dạy dỗ từ nhiều kiếp nên con đã biết sống vị tha, thương người, hay chia sẻ với mọi người những điều con có được từ vật chất đến tinh thần. Hôm nay quỳ trước Phật, con xin Phật gia hộ giữ gìn giúp cho con, để con mãi mãi có được tâm vị tha, thương yêu, chia sẻ này, để con sống hòa vui với mọi người, không thấy có cái gì là của riêng con nữa. Khi con làm được điều gì tốt cho đời, cho người, con xin Phật hãy nhắc con là đừng chấp công, mà hãy hồi hướng công đức lại cho chúng sanh trong khắp pháp giới. Nguyện cho khắp tất cả chúng sanh đều đạt được sự giải thoát, giác ngộ hoàn toàn. Nếu ta thấy trong tâm mình có tâm lý tốt, có tiền bạc ta đều muốn chia sẻ cho mọi người, thì hãy phát nguyện để định hướng dòng phước của ta ở vị lai. Chính nhờ những lời phát nguyện như thế mà tâm lý tốt đó của ta sẽ được lặp đi lặp lại hết kiếp này đến kiếp sau, cho đến ngày ta đắc đạo hoàn toàn. Trích những điều thú vị từ truyện tích Pháp Cứu Nỗi Đau Tột Cùng của tiến sĩ Thượng Tọa Thích Chân Quang.